Vừa qua tại hội nghị sơ kết triển khai chỉ thị 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đã đánh giá: Cấp ủy chính quyền các cấp đã có chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Công tác bảo vệ, quản lý và phát triển rừng đã huy động được sự vào cuộc của cộng đồng dân cư ghi nhận tại Lào Cai. Nhiều năm nay, bà con nhân dân vẫn canh tác cạnh cánh rừng tại Trư Phùng, xã Tung Trung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, cũng nhiều năm nay, cánh rừng này chưa từng bị xâm lấn chặt phá. Những cây gỗ lớn hàng chục năm tuổi vẫn vươn lên mạnh mẽ trên vách đá, xanh tốt quanh năm. Bà con ý thức rất là tốt bởi vì mình giữ rừng, có nghĩa là giữ sự sống cho bản thân của chính người dân. Không có rừng có nghĩa là cũng đồng thời lại không có nước. Không có nước thì có nghĩa là dân khó tồn tại, theo thống kê, hiện nay xã Tung Trung Phố có trên 500 hecta rừng được giao khoán cho các chủ rừng khoanh nuôi bảo vệ. Lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với chính quyền xã, kiện toàn các tổ quản lý và bảo vệ rừng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Hàng năm thì xã cũng thường xuyên là giả soát và kiện toàn các cái thành lập mà ban phát triển nông nghiệp bền vững là có 20 đồng chí còn đối với thôn thì là thành lập là một tổ quần chúng gồm 15 người để tham gia thường xuyên là tổ chức phối hợp, tổ chức tuần tra à, bảo vệ rừng. Tỉnh Lào Cai có trên 600 tổ quản lý bảo vệ rừng với hơn 10.000 thành viên. Mỗi tổ có từ 5 đến 15 tổ viên là người địa phương tham gia, theo quy chế hoạt động, các tổ sẽ thực hiện tuần tra mỗi tháng 15 buổi nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi phá hoại rừng, khai thác lâm sản trái phép, săn bắt động vật rừng, lấn chiếm rừng, đất rừng trái pháp luật. Các lực lượng bảo vệ rừng đang rất hiệu quả và đi vào nền nếp đã đạt một số hiệu quả cao, phát huy hiệu quả cao trong cái công tác bảo vệ rừng tại gốc như là lực lượng là lực lượng nòng cốt trong cái giúp cho kiểm lâm các đơn vị chủ rừng cũng như là ủy ban chính quyền địa phương đấy, triển khai chủ động trong công tác triển khai các biện pháp thực hiện bảo vệ rừng phòng cháy rừng tại địa phương. Cùng với lực lượng chức năng, thì vai trò của người dân vùng cao trong công tác bảo vệ rừng là hết sức quan trọng. Người dân sống tại các bìa rừng vừa thêm thu nhập từ việc trồng chăm sóc, vừa tham gia các tổ công tác bảo vệ rừng, huy động sức mạnh của cả cộng đồng bảo vệ rừng. Đây vừa là trách nhiệm vừa là lợi ích để người dân vùng cao phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng hiệu quả từ rừng.